Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong podcast Tài chính cá nhân. Tôi là Duyên, từ khối quản lý tài sản của công ty cổ phần chứng khoán VN Direct. Và bạn đồng hành với tôi trong ngày hôm nay là anh Quang, giám đốc khối quản lý tài sản của công ty cổ phần chứng khoán VN Direct. Trong bài podcast hôm trước thì Duyên và anh Quang có chia sẻ về tự do tài chính. Và để được tự do tài chính thì nguyên tắc quan trọng nhất đó là chúng ta chi tiêu ít hơn thu nhập. Và khi mà tỷ lệ tiết kiệm của chúng ta càng nhiều thì thời gian tự do tài chính càng sớm. Vậy thì để tiết kiệm càng nhiều và chúng ta cần phải tối giản hóa cái tài chính của chúng ta hay là kiểm soát được các khoản chi tiêu của mình. Có một sự thật không thể phủ nhận được đó là đa phần giới trẻ hiện nay thì làm ra nhiều nhưng mà không đủ tiêu và tài khoản thì cứ cuối tháng là trống rỗng. Và đây cũng là điều rất là dễ hiểu đối với cái xã hội Việt Nam của chúng ta hiện nay đang rất là phát triển và việc tiêu tiền thì ngày càng nhanh chóng. Thậm chí là nếu như chúng ta ở nhà, chúng ta cũng có thể tiêu tiền ngay trong một đốt nhạc. Vậy thì làm sao chúng ta có thể kiểm soát được các khoản chi tiêu của mình? Thì trước tiên thì chúng ta sẽ cùng nghe anh Quang chia sẻ một chút về cái khái niệm tối giản tài chính là gì. Đầu tiên là về cái lối sống tối giản trước. Tối giản là một cái lối sống mà trong đó người ta có ý thức tập trung vào những cái gì là quan trọng và có ý nghĩa với cuộc sống của họ. Ví dụ như là các mối quan hệ và sức khỏe, các mối quan hệ quan trọng, những cái mục tiêu có ý nghĩa, phát triển bản thân và những cái đóng góp cho cộng đồng. Đồng thời là mình bỏ bớt những yếu tố mà không cần thiết, không quan trọng trong cuộc sống của mình. Trên phương diện về mặt tài chính thì tối giản tài chính đồng nghĩa với việc là chúng ta tối giản cái chi tiêu, các cái khoản phát sinh không cần thiết, đồng thời là mình đơn giản hóa cái việc quản lý tài chính cá nhân. Nó cũng tương tự như ví dụ cái việc về tối giản về cái trang phục đồ mặc của mình ấy, thì mình hạn chế sử dụng các cái đồ nếu mà chưa thật sự cần thiết. Khi mà chúng ta thực hành cái lối sống tối giản tài chính thì điều đó không có nhất thiết có nghĩa là mình cứ phải cắt hết tất cả mọi chi tiêu đâu duy nhé, mà là vì chúng ta vẫn sử dụng cái đồng tiền kiếm được một cách một khôn ngoan hơn thôi. Tức là giống như người ta nói là money for value, tức là những thứ mình mua nó thật sự cần thiết và nó mang lại cái giá trị thực sự tương xứng cho chúng ta. Ý là như vậy. Dạ. Vậy thì một người mà sống tối giản tài chính thì không nhất thiết họ phải cắt giảm hết cả mọi thứ. Và nhưng mà khi mà tối giản tài chính ở đây thì chúng ta đơn giản những thứ xung quanh ta này, loại bỏ những thứ dư thừa mà chúng ta làm cho chúng ta phải phân tâm để chúng ta cảm thấy là một cuộc sống đơn giản hơn, hạnh phúc hơn và tự do hơn so với những gì mà chúng ta đang làm phức tạp hóa lên bởi những cái món đồ xa hoa. Nhưng qua những gì mà anh Quang chia sẻ thì chúng ta thấy được là cái sự quan trọng của việc tối giản chi tiêu nó có ảnh hưởng rất lớn đối với việc hướng đến cái con đường là tự do tài chính. Vậy thì cái việc tối giản tài chính này có ý nghĩa hay là tầm quan trọng như thế nào đối với tài chính cá nhân của mỗi chúng ta? Từ cái quan sát của anh với những người xung quanh và cái trải nghiệm của chính bản thân mình thì anh thấy cái việc mà chúng ta theo cái cách suy nghĩ và hành động theo tối giản về mặt tài chính có những cái gì hết sức lớn. Ở đây là ba cái thể hiện cái tầm quan trọng của cái việc tối giản tài chính nó như nào. Thì số 1 là trước hết là khi mà mình có cái ý thức về tối giản tài chính thì mình sẽ chịu trách nhiệm và cái ý thức nghiêm túc với vấn đề quản lý tài chính cá nhân của bản thân mình. Với anh thì anh nghĩ đây là cái điều quan trọng hàng đầu để có thể có những bước đi đầu tiên trên cái hành trình mà chúng ta kiểm soát được các vấn đề tài chính cá nhân mình và gia đình mình và từ đó giúp mình hướng đến một cái sự cân bằng và tự do trong cuộc sống. Và chúng ta không để cái chuyện tiền bạc nó ảnh hưởng quá nhiều đến cái mối bận tâm trong cuộc sống của mình nữa. Thế từ trên cái nền tảng đó thì mình sẽ hướng đến cái việc kiến tạo sức khỏe tài chính và an tâm đầu tư. Đó là một ha. Cái thứ hai là nó giúp cải thiện được cái tỷ lệ tiết kiệm từ việc mình chi tiêu có ý thức. Thì thông thường thì mọi người thường hay băn khoăn là bây giờ để có cái tỷ lệ tiết kiệm cao để có tiền đầu tư thì chúng ta nên tăng thu nhập hay là chúng ta giảm chi tiêu. Thế thì thông thường là cái công thức rất là đơn giản là tiết kiệm thì bằng thu nhập trừ chi tiêu. Thì mọi người thông thường mọi người hay nghĩ là chúng ta tập trung vào việc tăng thu nhập bởi vì là thu nhập là nó giống như là nó có thể tăng vô hạn được. Nhưng mà thực chất khi mà triển khai thì mới thấy là không phải lúc nào mà chúng ta tăng thu nhập cũng tăng được. Nhất là trong cái điều kiện như là Covid-19 như này, như thế rất là nhiều doanh nghiệp người ta giảm chi tiêu rất là nhiều, thậm chí người ta còn cắt giảm nhân sự nữa. Thế thì cho nên thực tế là cái việc kiểm soát cái chi tiêu của mình một cách hợp lý thì lại có ý nghĩa, thậm chí còn quan trọng hơn là so với cái việc là chúng ta tăng thu nhập. Nói như thế không có nghĩa là anh không nói là việc tăng thu nhập là chúng ta bỏ qua cái chuyện đó, nhưng mà thực tế là việc kiểm soát chi tiêu rất quan trọng bởi vì hai lý do sau đây. Thứ nhất là mỗi một đồng mà mình tiết kiệm được
thì chắc chắn nó sẽ làm cho cái phần còn lại của một tháng mà mình có thể để dành ra được là nó tăng lên. Tức là một đồng mà giảm chi phí chính là một đồng chúng ta tiết kiệm được để mà dành cho mục tiêu đầu tư. Cái lý do thứ hai là mình cứ cắt giảm một cái gì đó trong cái thói quen chi tiêu của mình thì cái điều đó ngay lập tức sẽ trở thành một cái thói quen mãi về sau luôn. Đó, ví dụ như là chẳng hạn như Jean đi, em ví dụ trước đây một tháng em mua 2 cái váy chẳng hạn, đúng không? Thì bây giờ mình nghĩ lại là có khi là mình cũng không cần nhiều như vậy. Khi một quý mình chỉ mua 1 cái thôi. Đấy, thì khi mà một khi đã thay đổi thói quen này nó thì sẽ áp dụng mãi mãi về sau này luôn. Kể cả sau này mà em có thể làm cái thu nhập tăng cao hơn nhưng mà cũng không vì thế mà mình thay đổi cái thói quen. Đấy, thì như vậy là cái tỷ lệ tiết kiệm của mình sẽ tốt hơn cho đầu tư rất là nhiều. Và cũng khi mà cái tỷ lệ tiết kiệm cao như vậy thì đồng nghĩa việc là chúng ta rút ngắn được cái thời gian để hướng đến được cái tự do tài chính mà chúng ta đã đề cập trong cái podcast số 1. Cái lý do thứ ba mà tại sao cái tối giản tài chính nó quan trọng, bởi vì nó sẽ tập trung vào cái việc là chúng ta sẽ đầu tư cho tương lai để mà chúng ta có một cái nền tảng tài chính vững chắc, có được an tâm đầu tư thông qua việc mình xây dựng các cái loại tài sản quan trọng. Ở VNREX thì trong các cái kế hoạch tài chính thì hướng đến xây dựng 3 loại tài sản quan trọng, gồm có tài sản phòng vệ, tức là tài sản đảm bảo thanh toán ngắn hạn và bảo hiểm. Thứ hai là tài sản tích sản hưu trí. Thứ ba là tài sản đầu tư để có dòng thu nhập thụ động, và các cái loại đầu tư chủ động để mà chúng ta có thể tận dụng được cơ hội. Như vậy là tối giản tài chính có ý nghĩa hết sức quan trọng với tất cả mọi người, và nó tạo được một cái ý thức chánh niệm trong các vấn đề liên quan đến quản lý tài chính cá nhân, và nó giúp chúng ta tối ưu được cái tài chính, một yếu tố quan trọng giúp mình có một cuộc sống hạnh phúc bền vững. Đúng là cái ví dụ mà anh Quang có đưa ra là em ngày trước mua 2 cái váy rồi bây giờ thì rút ngắn đi là 1 quý mua 1 cái, thì em thấy là rất là đúng. Bởi vì trước đây thì em mua quần áo rất là bừa bãi, tức là lúc đấy là theo cảm xúc của bản thân mình thích là mình mua. Nhưng mà đến khi mà em được tiếp cận với cái khái niệm tự do tài chính ấy, thì em đã dần kiểm soát được bản thân mình và không mua bừa bãi như thế nữa. Và vấn đề tài chính thì luôn làm cho chúng ta rất là băn khoăn và đau đầu. Việc mà có thể tối giản được tài chính thì không phải là ai cũng biết cách để có thể làm được, trong khi hầu hết mọi người đều nghĩ rằng là tăng thu nhập đồng nghĩa với việc là chúng ta không cần phải lo nghĩ về cái tài chính nữa. Nhưng mà nếu như mà tăng thu nhập mà không biết cách kiểm soát tình hình chi tiêu của chúng ta ấy, thì thu nhập có cao bao nhiêu thì cũng sẽ hết. Vậy thì có cách thức nào để chúng ta có thể tối giản được cái tài chính của mình không ạ? Anh nghĩ là cái cách tốt nhất là giống như cái cách mà bên VNREX đang tiếp cận. Tức là chúng ta nên bắt đầu từ một cái ý thức lập kế tài chính đầu tư, ta gọi là well planning trong cái từ tiếng Anh. Thì nó bao gồm các cái bước cơ bản sau đây. Cái bước thứ nhất là chúng ta xác lập được các cái mục tiêu tài chính một cách có ý thức. Đầu tiên nhé, là mình cứ liệt kê hết tất cả những cái nhu cầu, đúng không ạ? Xong rồi bắt đầu từ đó mình tập trung vào những cái mục tiêu tài chính mà chúng ta thật sự cần, đúng không? Gọi là need hơn là những thứ mà chúng ta muốn. Và đôi khi những cái thứ mà chúng ta muốn thì nó lại không thật sự cần, mà nó lại lãng phí cái nguồn lực tài chính của mình. Đó là bước 1 ha, xác lập mục tiêu. Bước thứ 2 là chúng ta sẽ nhận diện được cái tình hình hiện tại về tài chính của mình thông qua việc mình rà soát 2 cái bảng quan trọng. Cái bảng đầu tiên là cái bảng cân đối về cái dòng tiền thu chi. Tức là mình tập trung trước hết vào những cái khoản chi thường xuyên lớn để mà mình có thể cân nhắc cái việc mình tối ưu hóa được những khoản chi đó. Thông thường với các gia đình ở Việt Nam á, thì các cái khoản chi mà cho thực phẩm này, cho chỗ ở này, cho đi lại này và tiền học cho con cái là chiếm cái tỷ trọng khá lớn trong cái cơ cấu chi phí. Đó là những cái khoản mà chúng ta cần tập trung để rà soát và tìm cách tối ưu trước. Sau đó thì đến những cái khoản chi nhỏ hơn, nhưng mà nếu mà không thật sự cần thiết thì cũng nên mạnh dạn mình cắt bỏ và mình chỉ để thật sự là chỉ dành nguồn lực cho những cái thứ mà tạo ra giá trị thực sự cho cuộc sống của mình thôi. Ngoài cái bảng cân đối dòng tiền thu chi thì mình lại tiếp tục mình rà soát các bảng cân đối tài sản nợ để mà mình có thể tối ưu hóa được cái phân bổ tài sản và giảm bớt cái tiêu sản đi và tăng tỷ trọng cái tài sản sinh lời. Đó là bước thứ 2 ha. Bước thứ 3 là chúng ta bắt đầu lập kế hoạch cho việc xây dựng các loại tài sản quan trọng thiết yếu, như là ví dụ như tài sản đảm bảo, và trong đó là xây dựng cái quỹ phòng vệ khẩn cấp, mua bảo hiểm, đúng không? Gồm có bảo hiểm y tế này, bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm bệnh hiểm nghèo. Và chúng ta xây cái tài sản tích sản cho hưu trí, tài sản đầu tư tích sản cho tương lai để có cái dòng thu nhập thụ động và các cái mục tiêu thiết yếu khác. Và bước thứ 4 là chúng ta sẽ trên nền tảng có cái kế hoạch tài chính và đầu tư như vậy rồi, chúng ta sẽ thực hiện các kế hoạch đó một cách tự động và có kỷ luật, theo dõi, đồng thời là mình phải theo dõi điều chỉnh thường xuyên để đảm bảo là tài chính luôn nằm trong cái tầm kiểm soát của chúng ta. Đó là 4 bước cơ bản trong cái làm well planning, như vậy.
Vậy thì đúng là khi mà chúng ta muốn tiếp cận hay là muốn thực hiện một cái gì đấy thì chúng ta phải lên những cái kế hoạch cụ thể để chúng ta có một cái phương hướng hay là cái bản đồ để chúng ta đi theo. Vậy thì anh Quang cũng là người đã tiếp xúc được với rất là nhiều khách hàng, với rất là nhiều những cái trường hợp để làm về cái vấn đề thực hiện cái kế hoạch tài chính để tự do tài chính sau này. Thì anh có thể chia sẻ về những cái trường hợp mà đã thành công và không thành công trong cái việc thực hiện cái việc tối giản tài chính không ạ? Trong quá trình mà tư vấn tiếp xúc với khá nhiều khách hàng thì gần đây có một cái trường hợp là cái bạn này bạn tham gia cái cộng đồng gọi là Practical Personal Finance for Happiness, tóm lại là thực hành tài chính cá nhân để hướng đến một cuộc sống hạnh phúc. Thì chỉ trong vòng có 3 tháng tham gia cộng đồng thôi thì bạn ấy đã có những cái chia sẻ hết sức thiết thực, cũng là một cái kiểu suy nghĩ về tối giản tài chính và kiểm soát chi tiêu trong cái kiểm soát của mình rất là hay. Thì sau đây anh sẽ chia sẻ một số cái ý mà bạn ấy chia sẻ lại nha, cho Duyên và mọi người cùng tham khảo luôn. Mình có một số đoạn anh sẽ đọc nguyên văn lời của bạn ấy luôn. Mình chia sẻ với các bạn về kinh nghiệm của mình sau khoảng 3 tháng từ ngày tham dự cộng đồng Practical Personal Finance for Happiness. Thì gia đình mình cũng đã cùng nhau thực hiện cái việc tối giản được tài chính và tăng tỷ lệ tiết kiệm như thế nào. Đầu tiên là trên cái phương diện đầu tiên là một cái chi phí. Trước đây bạn ấy lãng phí rất là nhiều là ăn uống trước. Thì bạn ấy đã thực hiện các hành động là hạn chế ăn ngoài. Trước kia thì một tuần là vợ chồng mất trung bình là 1 triệu cho việc ăn ở bên ngoài. Một tháng là mất 4 triệu. Thì sau khi tham gia cộng đồng xong thì bạn ấy thực hành luôn, hành động luôn là rất ít đi ăn ở bên ngoài và chăm chỉ nấu nướng, và giảm xuống là chỉ còn lâu lâu mới gọi là đổi gió để chạy ra ngoài ăn một bữa cho vui thôi. Thì còn lại thì chủ yếu là tự nấu và ăn ở nhà. Thì từ cái hành động đó bạn ấy đã tiết kiệm được khoảng 3 triệu một tháng. Thứ hai là cái lúc mà bạn ấy rà soát tiếp những cái khoản chi tiêu nữa để mà có thể tối giản được, thì bạn ấy phát hiện ra là cái ăn hoa quả nó cũng tốn kém khá là nhiều tiền. Trước đây là bạn ấy hay mua kiểu hoa quả nhập ngoại bên ngoài, xét về giá trị dinh dưỡng thì thậm chí cũng không hơn gì hoa quả Việt Nam, thậm chí kém hơn, mà chi phí lại đắt đến gấp cả 10 lần luôn. Bây giờ bạn cắt hết những cái thứ đó và chủ yếu là ăn hoa quả trong nội địa của mình thôi, và lâu lâu mới lại đổi vị một tí. Ngoài ra thêm cái ăn sáng nữa, ăn là thường là chiếm khá là nhiều của mọi người mà. Thì sáng đây, trước đây thì hai vợ chồng bạn ấy là cũng ăn ở bên ngoài khá nhiều, và trung bình là một tháng mất khoảng gần 2 triệu. Thì bây giờ bạn ấy cũng tập trung luôn là tự nấu ăn luôn, tiết kiệm thêm được khoảng 1 triệu một tháng, thì lâu lâu mới ăn bên ngoài thôi. Đó là phương về chuyện ăn uống. Thế còn về chăm sóc sức khỏe, về tập thể dục nữa, trước đây bạn mua cái thẻ Elite đến tới 17 triệu một năm đấy, thì đôi khi là mua nhưng mà rút cuộc lãng phí không có dùng máy. Thì sau này bạn ấy điều chỉnh lại cái cách mà tập thể dục thì cũng tiết kiệm được khá là nhiều, tương đương tiết kiệm thêm được khoảng độ 1 triệu một tháng nữa. Bạn ấy cũng cắt thêm bớt các cái trà sữa, cà phê và quà vặt này kia vân vân khá là nhiều. Rồi thêm một cái nữa này là khi mà học được cái ý thức về tối giản tài chính, tại về bạn coi lại các cái đồ đạc ở trong nhà, học cái cách lối sống tối giản mà thanh lý bán hết các cái đồ mà không có giá trị sử dụng đối với gia đình nữa, hoặc là tặng cho bớt đi. Hay như vậy là nó cũng đỡ cái thời gian là mình phải lau chùi dọn dẹp mà nó bừa bộn. Khi mình giải phóng thì đầu óc nó thoải mái hơn. Với bạn chia sẻ là như vậy. Và tính sơ bộ như vậy, từ cái việc là bắt đầu thực hành cái lối sống tối giản như vậy, bạn ấy tiết kiệm được ngay lập tức sau 3 tháng là mỗi tháng tiết kiệm được khoảng 6.220.000 đồng. Mà Duyên có biết là cái khoản này mà nếu mà chúng ta có thể huy động vào sử dụng các cái dịch vụ đầu tư tích sản như ở bên VRX đang cung cấp ấy, đúng không? Thì nó có thể tạo ra một cái giá trị lớn đến chừng nào không? Em có thể tưởng tượng được không? Không thể tưởng tượng được, bởi vì em nghĩ là nếu như mà đem đầu tư ở VNDirect thì sẽ là đầu tư theo dạng là lãi kép, và nếu như là lãi kép trồng kép thì nó sẽ rất là nhiều, đúng không? Đây, anh tính sơ sơ cho em nhé. Nếu mà cái khoản này mà huy động được 6.220.000 một tháng mà đầu tư liên tục cho 20 năm với một cái danh mục thiết kế mà nó cho một cái lợi suất trung bình khoảng độ 12% một năm thôi, thì cái số tiền này sau 20 năm nó sẽ tương đương khoảng 5,3 tỷ đồng. Một số tiền rất lớn. Đấy. Thì đó là một trong những cái cây mà khá là thành công trong cái việc bạn áp dụng cái tư tưởng về tối giản tài chính như thế nào. Ngoài ra thì cũng có khá nhiều cái trường hợp khác. Nếu như mà chúng ta để ý một chút thôi, như giảm thiểu được cái cốc cà phê hay cốc trà sữa hay những là bữa đi ăn hàng ngày, thay vào đó là những bữa ăn tại nhà,
quây quần bên gia đình thì chúng ta đã giảm thiểu được một khoản khá là lớn. Và bên cạnh đó thì chúng ta lại có những cái phút giây rất là hạnh phúc bên những người mình yêu thương. Từ cái case study hay những cái trường hợp mà anh Quang chia sẻ, thì để thực hiện được cái kế hoạch tối giản tài chính, chúng ta cần xác định được mục tiêu tài chính của mình và lên kế hoạch cụ thể, chuyển hóa những kế hoạch đó thành hành động, thói quen, đặc biệt là mỗi khi ra quyết định chi tiêu, hay xem xét thật kỹ lưỡng để có sự lựa chọn thông minh cho cái kế hoạch tài chính của mình. Và trong cái thời điểm Covid-19 đang diễn ra thì em nghĩ là cái thời điểm này rất là thích hợp và có thể hỗ trợ cho chúng ta có thể đưa kế hoạch tối giản tài chính và thói quen hàng ngày, đúng không ạ? Anh nghĩ là từ kinh nghiệm của chính bản thân anh và cũng như quan sát những người xung quanh đó, thì tất cả những cái khái niệm về lập kế hoạch tài chính này, rồi lối sống tối giản tài chính này kia vân vân á, thì nó chỉ có thể thực hiện được khi mà tất cả cái đó đều phải biến thành cái thói quen một cách tự động là như vậy. Thì ví dụ như ngay cả bản thân anh đi, thì anh như anh đã từng chia sẻ trong cái podcast số 1 ấy, thì cái cách của anh là anh hay dùng cái cách gọi là coaching, tức là huấn luyện cho chính bản thân mình bằng cách là gì, ngày nào mình cũng đặt một số câu hỏi cơ bản để mà tự hỏi mình đã có ý thức trong cái việc là chúng ta xây dựng và thực hiện các tài chính một cách nghiêm túc chưa. Thì ngày nào cũng như vậy, tự dưng nó hình thành một thói quen của mình luôn. Ví dụ như bây giờ là anh uống chẳng hạn, đúng không? Thì anh rất là đơn giản, anh chay thôi, và nó cũng không tốn bao nhiêu tiền cả mà mình vẫn đảm bảo được cái sức khỏe của mình, là một cái ví dụ đơn giản cho cái việc này. Ngoài ra thì với những cái người mà chưa được thực hành quá nhiều thì cái việc thay đổi thói quen cũng rất là khó. Thì cái kinh nghiệm cho thấy là như này nè, mình có hai cái việc cần quan trọng để mà chúng ta có thể xây dựng được cái thói quen tốt của mình trong việc thực hành về cái tối giản về tài chính. Thứ nhất là khi mình thực hiện một cái hành động nào về việc kiểm soát tài chính này kia vân vân, thì không phải chỉ là ở một cái hành động không, mà chúng ta phải định vị con người của mình là như vậy. Nói đơn giản hơn là ví dụ như ngày xưa anh là người mà không có ý thức về tài chính, tiêu lung tung hết, thì bây giờ mình định vị mình là gì? Một cái người cực kỳ có ý thức về tài chính để hướng đến tự do tài chính. Con người của mình là như vậy, để mình phải định vị con người mình là như thế. Cái bước thứ hai là để mà chúng ta có cái động lực và cái thói quen á, thì mình phải tạo ra một cái môi trường nó thật là thuận lợi, nó thật là dễ dàng để mình thực hiện các cái hành động đó. Và mình nên làm những cái việc nhỏ nhỏ trước để nó có một cái sự thành công ban đầu, thì từ đó bắt đầu mình sẽ tiếp tục những cái bước tiếp theo. Thì đó là anh chia sẻ đơn giản hai cái việc mà để giúp chúng ta có cái cách chúng ta xây dựng cái thói quen của mình trong vấn đề về một cái lối sống về tối giản tài chính. Như vậy là để thực hiện được cái kế hoạch của mình thì điều mà chúng ta phải nhớ đó là đưa mọi thứ trở thành thói quen. Vậy sau buổi chia sẻ ngày hôm nay thì các bạn có thể hiểu đúng về khái niệm của tối giản tài chính, hiểu được tầm ảnh hưởng rất lớn của việc tối giản tài chính đến kế hoạch tự do tài chính trong tương lai, và các bước để thực hiện tối giản chi tiêu, đặc biệt hãy nhớ đưa mọi thứ hành động của mình trở thành thói quen. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe buổi chia sẻ của chúng tôi. Chúc các bạn có buổi tối vui vẻ. Xin chào.